ấy cá phi lên này, thôi bắt mấy cá phi bự cho nấu cháo ăn. Gì khoan để nhóc cái lóc luôn không ơi. Câu luôn cái lóc. Lấy cây phèo vô. Nó chạy dưới, chạy dưới. Bắn cá bự được chưa? Rồi thả lại. Chọc công hang nhấp nhấp rồi coi ra không ổn. Trời ơi, quá trời luôn, cá rô nái luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nè nè ngay cây 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 con. Thấy bèo. Đâu rồi. Ừ. Nó tính bèo tính. Trời ơi thấy con chạy lên kìa. Cái phi. Nó trước con này vậy. Trước cái nĩa. Không không không, còn có lóc bự dê luôn đâu mới bài. Rồi để nó đây một lát, tính sao. Bắt cá, nó đi. Rồi đi. Nó rung rinh ngay cây đó, hai bà con luôn kìa. Nó 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 n
Dạ chị ăn đi hết nổi rồi. Nó tính. Nó bay ra này. Đen con nè, bắt gục luôn. Ừ, tính lựa đó. Bán cà phê kìa tính. Gì nấu cháo ăn. Cà phê bự quá trời luôn, nãy mới đổ xuống một thau dưới đây nè. Ngồi lửa xuồng, ngồi xuồng quá trời kìa. Ngồi lửa mấy con cà phê bự bự gì nấu cháo ăn. Ăn cái rau. Cà phê mới ngon. Cái phi bự rồi tính cái rô bự nó kìa, nãy con có cái rô gì nè, con cá rô mà nãy là con xô luôn á. Nướng ăn hả, bắt mấy cá rô nướng ăn nó đó. Hai mũi trẻ con nè, hai mũi trẻ con đây con nè, cá rô cái gì hả nội ơi. Coi cái chốt nha, Ken mang dép nha Ken. Ra coi. Mang dép nè. Dưới chân thấy này vậy. Cái này mục tiêu luôn rồi. Cái này nè. Cái chốt không nó hai con cá kìa đó. Có không? Có phi á. Đưa cái lỗ. Cái thùng á. Đỡ mỗi thao đi. Bung. Nó đâu. Nè nó đưa cái đầu nè.
Đâu? Đó. Sao biết? Chút xong hết, lấy nước xong hết. Lấy nước muốn phải ăn vô cái dòng lưới. Có xô sẵn đi. Bắt phải không? Cro, trên trào. Nuôi đi. Nãy giờ luôn. Nó có rô không? Có phải rô phi? Con có ăn cái rô nữa. Con có ăn cái phi. Thôi vô về. Để hồi đi. Xem kè cá lóc kè tính Ken. Cá lóc vàng. Hả? Phi nó cháo ngon lắm. Rồi. Gỗ cái chốt luôn, nãy có mấy cái chốt rớt đây nè. Kéo đi luôn rồi đi về nấu cháo cá. Về tắm. Thay nước rồi tin. Trả một quấy trả nữa. Hôm nay bắt mấy cá bự thôi. Bắt đại đi thì mày bắt gì mày ăn á. Nó không có ăn. Ăn còn bắt hết. Nó bắt cá bự thôi, bắt cá bự thôi, hai con bự thôi. Để cấp luôn. Rồi luôn. Cá đi. Giờ còn một hai đúng không? Trống. Trống còn có phi hết hả? Thôi thôi bỏ đây đi. Nè nó bắt cá bự thôi, hai cá bự đó tính. Ừ. Có gì thả lại mốt vô câu ăn. À được rồi để ngồi. Này có con bự kìa, thú con nó đi cái gì? Ừ. Đây có cái gì? Lấy tay, lấy tay trời. Cá kìa. Đây đã có tính được rồi tính. Con cái chốt đó con. Mày dép vô đi có chốt không đó. Vô về nè, cha về nữa. Cha về cho lại đây chứ cha về. Tính tính tính. Bắt. Giúp nó luôn chuẩn bờ. Lại có cậu cá này cái gì?
Rồi vô mà quơ ở đó còn 3 con luôn á Tèo. Đấy đi, trước khi mà mày mò cá, mày chim ngón tay vô nhà nè. Mày ơi, phải không? Nè. Đây, thích mày đâu mày sợ. Dính không? Còn 5-6 con đóng không? Của nội, bự bự không vậy đó. Nằm tao không, tao không có chích mày đâu mày sợ. Sợ trước sợ hờ. Làm ơi, mày chích rồi. Vậy gì vậy quay chỗ nó lại cho tụi chi vừa nó còn còn con khăn hàng nữa. Ngồi chọt thì ngồi đó đi, tao chọt luôn. Con gì quá mấy cái tệ. Hả? Ừ, về đưa cho thằng Tính với con ăn. Có lớp đưa con đồ ngộ ngoài cho thằng Tính với con. Ừ. Sâu lắm, hồi có ra không đi vòng. Không ra nuôi nữa. Cho sống nữa. Về về. Về. Thôi vậy các bạn kết thúc video rồi. Qua. Một xuồng cá đây nè. Ta thưởng như đây nè. Rồi bắt cái rô bỏ đi, cái rô cái lóc bỏ trong đây nè. Đây hình như hai con cá. Ngào. Đang ngào cũng kêu rô rô. Rồi bắt cái phi bỏ vô luôn cái này đi. Rồi Ken. Rồi Ken. Trời ơi, đây có cái lóc nữa hả? Cái lóc đâu vậy? Bự. Cái lóc ở đây á. Phi bỏ vô luôn này đi. Bắt hai cái lóc còn có phi đỡ vô. Con nghe không kêu gầu gầu. Cái trai bỏ anh Thao. Con meo mở kêu. Meo gầu. Meo gầu. Meo gầu. Đây là Ken. Đây Ken. Chết bắt được Ken. Bắt cũng được nữa. Nó bự mới cầm đâu có hết. Rồi thôi, để rồi động mấy con cá coi.